đây. Hôm nay Thanh sẽ làm một cái review nhỏ nhỏ sương sương về cái sản phẩm Thanh đang cầm trên tay cho mọi người ha. Thanh đưa lại gần cho mọi người coi. Cái mẫu mới này thì ra là cũng ra từ hồi cuối năm ngoái rồi. Đây. Thường thì cái này nó kiểu mà nó thông dụng quá, nó rất là nổi tiếng rồi, anh Thanh cũng không có muốn làm clip gì nhiều. Đó, nhưng mà tại vì cũng nhiều mẹ cứ hay hỏi Thanh là có cái sản phẩm này không, tại vì thấy là chưa có review về cái sản phẩm này, thì hôm nay Thanh sẽ review cho các mẹ. Cái Thanh đang cầm trên tay này á, nó là cây DHA của Healthy Care, DHA cho bé. Cái DHA này á thì nhà sản xuất có ghi là trẻ từ 4 tháng là có thể sử dụng được cái DHA này rồi. Là cái DHA, nếu mà nói sớm nhất hình như là DHA drop của Natureway là cái hình như từ 3 tháng, còn cái này là từ 4 tháng. Nhưng cái này là dạng viên, không phải là dạng dùng xi lanh để mà nhiễu hay là dạng vỏ, mà nó là dạng viên, viên hình là viên con cá đó. Nói là DHA hay còn gọi là dầu cá, nhưng mà DHA này nó không làm từ cá nha mọi người, DHA này nó làm từ tảo. Ở phía sau á thì cái thành phần của nó là cái hàm lượng dầu tảo á là 250mg, tương đương với lại là 100mg DHA. Là cái hàm lượng DHA trong đây rất là cao luôn, gần bằng một cái viên mà viên 1000mg của người lớn luôn đó. Là cái hàm lượng Thanh nhớ là Healthy Care của người lớn cái viên 1000mg á là trong đó là có là 120mg DHA. Thì ở trong cái viên này nó giống như là một cái viên cô đặc, giống như là viên cô đặc của Blackmore vậy đó. Tuy là nó nhỏ nhưng mà nó chứa tới 100mg DHA, và đặc biệt là DHA này làm từ tảo biển nên là sẽ không có gây dị ứng cho những bé, mà những bé đặc biệt là những bé dưỡng hải sản hoặc là những bé mà còn nhỏ chưa có tới ăn dặm hải sản đó, như là từ 4 tháng rồi á, 6 tháng rồi á, bé chưa có ăn hải sản đồ nhiều á, thì mình cũng có thể sử dụng cái DHA này, tại vì nó không chứa cá. Và trong đây á thì nó nói là nó không có chứa đường nè, chứa tinh bột, chứa gluten, chứa men, muối, màu nhân tạo hay là chất bảo quản. Trong đây ngoài trừ dầu tảo ra thì có chứa một chút dầu đậu nành là soya oil. Thì chỉ là chứa một chút thôi, nên nếu mà các mẹ cho bé sử dụng mà các bé còn nhỏ đó, thì mình có thể mà mình tham khảo cho bé sử dụng. Những bé mà nếu không có bị dị ứng như là dị ứng đậu rồi á thì không sao, còn nếu mà bé dùng bé mà dị ứng á thì mình có biết là trong cái thành phần này phía sau người ta ghi những cái mà người ta không có đó thì người ta sẽ không ghi, còn những cái nào người ta có, mà đặc biệt ở đây chỉ có một hàm lượng nhỏ của dầu đậu nành thôi chứ không nhiều. Còn tất cả những cái không tốt giống như đường, tinh bột, gluten, men, muối rồi đều là không có hết, chất bảo quản cũng không có luôn. Cái viên này là viên hình con cá, có cái đuôi con cá đó mọi người. Thì cái vị này cực kỳ là những bé cực kỳ nhỏ luôn vẫn có thể sử dụng được. Thường thì các bé hay sợ dùng dầu cá là tại vì nó mùi tanh, tại dầu cá là dầu cá là DHA omega 3 rồi, tất cả nó đều có mùi tanh, nhưng cái đặc biệt là cái dầu này nó là dầu tảo và nó được khử mùi. Trong cái dầu này hoàn toàn chỉ còn lại cái mùi mà mùi chanh á, cái mùi chanh, cái vị chanh rất là dễ chịu luôn, nên bé nhà Thanh cũng thích. So ra cái này với cái Blossom vị chanh á thì cái này nó thơm hơn Blossom một chút xíu, giống như Blossom thì mình được 9 điểm, còn cái Healthy Care này được 10 điểm, là nó 100% hoàn toàn nó không có bị tanh nữa mà nó chỉ có mùi chanh rất là thơm. Các bé thường, các bé nhỏ rất là thích. Những bé nào mà có răng rồi nhai được á thì mình cho bé sử dụng nguyên viên, bé tập nhai luôn, bé rất thích. Giống như bé của Thanh là từ hồi hình như là 1 tuổi là bé đã nhai mấy cái này rồi. Còn những bé mà nhỏ hơn, những bé chưa mọc răng á thì mình có thể mà nhấp ở cái đuôi á, mình để vô muỗng cho bé dùng, hoặc là mình có thể mà chan vô muỗng cơm cho bé ăn cũng được luôn. Rất là dễ dàng cho bổ sung cho bé. Thì mỗi một năm á mình nên bổ sung ít nhất là 2 đợt dầu cá cho bé, tại vì có những bé thích, như Thanh đã thường nói trên các clip khác, có những bé đó thích ăn cá thì cái hàm lượng dầu cá của bé nó sẽ nhiều hơn. Nhưng đặc biệt là những bé nhỏ, thường bé không có thích ăn cá nhiều, bé sẽ bị thiếu hụt cái hàm lượng omega 3, thiếu hụt cái hàm lượng DHA rất là nhiều, và những cái hàm lượng đó mình nên bổ sung cho bé. Cái cân nặng nó sẽ không làm cho bé mà
nổi trội về bất kỳ một cái mặt nào hết, nhưng mà cái hàm lượng DHA sẽ làm cho bé nổi trội hơn, là bé sẽ tập trung được hơn khi mà học hành nè, tập trung phát triển trí não nè, học hành hấp thu tốt hơn, thông minh hơn thì sẽ tốt cho bé hơn là mình chỉ tập trung cho cân nặng của bé. Thật ra thì cân nặng thì lúc nào lên cũng được, sau này bé lớn mới lên cân cũng được, chỉ cần là bé không bị quá gầy là ok rồi. Còn những cái mà mẹ ba mẹ nên quan tâm giống như là hệ tiêu hóa của bé khỏe mạnh nè, xương răng chắc khỏe để cao lớn nè, và đặc biệt nữa là đầu óc phải thông minh. Mà muốn đầu óc thông minh thì mình phải có những cái sản phẩm bổ não cho bé, giống như là DHA là bổ não cho bé, DHA và EPA là bổ não cho bé, thì mình cần những cái sản phẩm đó để mà bé có thể mà sáng mắt nè, nhìn tốt hơn nè, thông minh hơn, đầu óc khỏe mạnh hơn, để mà tập trung học hành tốt hơn, nhớ lâu hơn. Như thế thì nó sẽ tốt cho bé hơn là mình sẽ tập trung vào những cái cân nặng. Nên các mẹ khuyên các mẹ là đừng quan tâm cân nặng nhiều quá, chỉ cần bé có lên cân một tháng một lạng hai lạng thôi cũng được, tại vì các bé lớn á thì một tháng như vậy là đủ rồi. Còn những cái bé mà giống như bé sơ sinh mới đẻ mấy tháng đầu á thì sẽ lên được nhiều hơn, nhưng mà càng về sau các bé sẽ càng lên chậm, miễn là các bé có lên cân. Có thể tháng này không lên, tháng sau lên lại 1-2-3 lạng nửa ký cũng được, không cần mình phải quá lo lắng về cân nặng của bé, chỉ cần là mình thấy bé nè khỏe mạnh, không ốm giặt, bé tối ngủ ngon, bé hoạt động tốt, bé đi học về bé biết kể cho mình những cái chuyện ở trường học, những cái chuyện thông minh của bé đi, hoặc là những bé lớn hơn đi học bài đi bé nhớ lâu, nhớ tốt hơn đi, thì sẽ nhiều những cái đó là những cái mình cần quan tâm nhiều hơn là chỉ có cân nặng của bé thôi. Thì đây là cái dầu cá, gọi là dầu cá cho nó quen miệng thôi, chứ thật ra nó là DHA từ dầu tảo. Đặc biệt cái sản phẩm này là cái hôm nay Thanh cầm là cái mẫu mới mọi người nha, cái mẫu cũ thì giờ không có, Thanh không lấy cái mẫu cũ từ hồi cuối năm rồi, là không còn mẫu cũ, chỉ có mẫu mới này thôi. Mỗi một hộp là 60 viên. Ở đây nhà sản xuất người ta ghi là trẻ em mà từ 4 tháng cho tới 6 tuổi thì mỗi ngày dùng một viên. Nếu muốn dùng thêm thì có thể hỏi ý kiến bác sĩ để mình dùng thêm. Còn không thì mỗi người ngày chỉ dùng thêm một viên, đó là viên hỗ trợ. Thì là mỗi ngày bé tiếp thêm vô cơ thể được là 100mg DHA, rất là tốt luôn. Cái DHA này á, mọi người không cần phải mà lựa thời gian nào sử dụng cho bé, tại vì nguyên một ngày đều sử dụng được hết. Và ngay cả buổi tối trước khi đi ngủ bé vẫn có thể sử dụng DHA này để giúp phát triển trí não của bé luôn. Nên mọi người không có cần phải là lo buổi sáng hay buổi trưa hay buổi chiều gì hết. Những cái sản phẩm như là canxi đó thì mình nên sử dụng sáng trưa thôi, hạn chế sử dụng chiều, tại vì càng về chiều canxi càng khó hấp thụ. Còn như là cái DHA này thì mình dùng buổi nào cũng được. Thì hôm nay Thanh review tới đây thôi. Còn mọi người muốn hỏi thêm thông tin chi tiết gì hơn thì có thể là comment bên dưới, hoặc là gọi trực tiếp cho Thanh, nhắn tin trực tiếp cho Thanh, hoặc là vào Zalo của Thanh, đó là 0769845698, để mà Thanh có thể tư vấn mọi người kỹ hơn, tư vấn mọi người là nên sử dụng cái sản phẩm nào như cho bé, vào cái trường hợp nào như thế nào thì mọi người cứ nhắn cho Thanh nha. Bye bye mọi người.